Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lại lên nhiều cái mặt hàng hoa lan để bán cho các bác nhá. Mã số 1 Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Nghệ Tâm thì trông thân nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà hoa rất là to và thơm nhé các bác nhé. Cái đặc điểm của cái thằng Nghệ Tâm này nó là như vậy nhé các bác nhé. Mã số 1 của em có giá là 150.000 nhé. 150.000 cho mã số 1 Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Mã số 2 này các bác này. Một giò trầm rồng đỏ nhá. 1 2 3 4 5 thân. Mã số 2 của em có giá là 160.000 nhá các bác nhá. 160.000 cho mã số 2. Trầm rồng đỏ nhá các bác nhá. Trầm hoa rất là thơm luôn. Mùi hương của nó rất là dễ chịu. Mã số 3 này các bác này. Có 1 thân, 2 3 4 5 6 7 thân. Mã số 3 của em có giá là 180.000 nhé các bác nhé. 180.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này. Một giò kiều trắng nhá. Kiều trắng, kiều va nhá. Mã số 4 của em có giá là 350.000. 350.000. Đấy, cho giò kiều trắng nha. Mã số 5 này các bác này, vẫn là kiều trắng này. Mã số 5 của em cũng có giá là 350.000 nhé. 350.000 cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này, kiều trắng này. Hôm nay em lên nhiều kiều cho các bác nhá. Cũng 360.000, cái này 360.000 nha các bạn. Thôi cũng 350.000. Cũng 350.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò kiều vuông Lộc Bắc này, to như này nhá, đẹp như này nhá. Mã số 7 nhá, của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 7. Mã số 8 này các bác này. Vẫn là kiều vuông Lộc Bắc nhá. Vẫn 250.000. Cho mã số 8 nha các bác nhá. Kiều vuông Lộc Bắc. Mã số 9 này các bác này, một giò kiều mỡ gà này. Kiều mỡ gà nha các bác nhá, mã số 9 nhá. 350.000 nha các bác nhá. 350.000 cho mã số 9. Kiều mỡ gà. Mã số 10 này các bác này. Một giò đẹp như này nhá. Có giá 360.000 nha các bác nhá. 360.000. Đấy. Cho mã số 10 11 nha các bác nhá. 360.000 mã số 11. Trắng này đúng không? Mã số 12 này các bác này, một giò trâu trắng này. Đẹp chưa? Mã số 12 châu hôm nay em cũng lên nhiều cho bác nhá. Mã số 12 nhá. Của em có giá là 650.000 nhá. 650.000 mã số 12. Mã số 13 này các bác này, vẫn là giò trâu trắng này. Giò này đẹp hơn một chút nhá. Đấy, đang nụ ấy nhá. Cái này cây này đang có 3 cái nụ này. Đấy. Cây bên này thì một nụ này, em thấy sưng một cái nụ thôi. Đấy. Cái này thì em nói rõ với các bác nhá, là nó đang sưng nhá, đang hơi gọi là nhú lên một tí nhá, không là một số bác mới chơi hoặc là một số bác là có tuổi rồi mắt nó kém các bác này không nhìn thấy nhá. Đấy, em phải nói rõ như vậy nhá. Của em có giá là 680.000 nha các bác nhá. 680.000 cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này, một chậu trâu, trâu này trâu rừng nhá. Trâu rừng lá mít này, ngắm rụt rịt này các bác này, nhìn đẹp chưa? Đấy, mã số 14 nhá, có một cây nhỏ ở trong này nhá các bác nhá. Đấy, và hai cái cây nó vừa vừa nó rụt rịt lá mít nhá. Mã số 14 nhá các bác nhá. Của em có giá là 280.000 nhá các bác nhá.
280.000 cho mã số 14 rụt dịp này các bác này, nhìn rất thích này. 280.000 mã số 14. Mã số 15 này các bác này, vẫn là trâu rừng nhá. Đấy. 3 cây. Một cây này, hai cây này, ba cây, một cây nó nằm trong này. Đấy các bác nhá, một cây nhỏ nó nằm trong này. Đấy. Mã số 15 nhá, của em có giá là 450.000 nhá các bác nhá. 450.000 cho mã số 15 nhá. Mã số 16 này các bác này, một giò to hơn này. Đấy. Mã số 16 nhá. Một giò cũng ba cây to như này nhá. Của em có giá là 550.000 nhá. 550.000 cho mã số 16. Trâu này trâu rừng nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã số 17 này các bác này, một giò trúc Phật Bà này, trúc Phật Bà nhé các bác nhé. Mã số 17 của em có giá là 350.000, 350.000 cho mã số 17. Cái này là cái gì đây? Mã số 18 này các bác này, u lồi này, có hai thân rồi các bác nhé, hai thân rồi. Đấy, mã số 18 nhé các bác nhé, có giá là 40.000 nha các bác nhé. 40.000, nhưng mà cái này bác nào mà lấy thì ghép đơn cho em nhé, chứ còn một mình đó thì em không gửi đâu. Mã số 18 nha các bác nhé, 40.000 hai thân thôi nhé, và mầm gốc đang lên như này nhé. Mã số 19 này các bác này, hai cây cáo xếp này. Đấy, mã số 19 nhé, 160.000 nha các bác nhé cho mã số 19, hai cái cáo lá trậu. Mã số 20 này các bác này, một trụ tam bảo sắc này, to bự như này nhá. Mã số 20 của em có giá là 550.000 nhá các bác nhá. 550.000 cho mã số 20 nó như này nhá, một trụ tam bảo sắc to này nhá. Mã số 21 này các bác này, một giò đùi gà tròn nhé, đẹp long lanh, có giá là 450.000 nhé các bác nhé. 450.000 một cái giò gà như này nhé các bác nhé, gà hoa nở tháng 4, đẹp long lanh luôn các bạn. Mã số 22 này các bác này, một giò trâu như này nhé. Đấy. Trâu rừng nhé các bác nhé, trâu rừng nhé. Đây có một cây này, hai cây này, và một cây này, cây mẹ con này, còn ở đây nhé các bác nhé, còn ở đây nhé, cây mẹ con nhé, tổng là có 4 cây nhé các bác nhé. Mã số 22 nhé các bác nhé, mã số 22 của em có giá là 800.000 nhé các bác nhé, 800.000 nhé cho mã số 22 nhé, trâu rừng nhé. Mã số 23 này các bác này. Đấy, hai cây trâu rất đẹp nhé. Đây, hai cây trâu này. Mã số 23 của em có giá là 380.000 nhé. 380.000. Đấy. Cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, vẫn là trâu rừng nhé, cũng hai cây đẹp như này nhé, cũng 380.000, 380.000 nha các bác nhé cho mã số 24, hai cây, cái cây này cũng đang nụ rồi, đang có nụ nha các bác nhé. Mã số 25 này các bác này, một siêu phẩm nhé,
một siêu phẩm ba cây VIP như này nhé. Đây, ba cây đẹp long lanh như này, đang nụ hết rồi nhé các bác nhé. Mã số 24 25 nhé các bác nhé. Mã số 25 này của em có giá là 800.000 nhé, 800.000 cho mã số 25 này. Ba cây đẹp long lanh nhé, trâu này trâu hoa Tết này. Mã số 26 này các bác này, hai cây chất lượng chưa các bác, hai cây siêu VIP nhé. Mã số 26 nhé, đang nụ nhé các bác nhé. Đấy, đang có nụ hết rồi. Đấy, như này nhé, nó có 8 cặp lá nhé các bác nhé, 8 cặp lá, một cây 7, một cây 8. Đấy, mã số 26 nhé các bác nhé, của em có giá là 1.500.000 hai cây. Đấy, hai cây nó như này các bác, đẹp long lanh luôn, là một cặp 1.500.000 nhé các bác nhé, cho mã số 26. Quá đẹp luôn. Mã số 27 này các bác này, một giò kiểu vuông Lộc Bắc nhé, kiểu vuông Lộc Bắc, 250.000 nhé các bác nhé, cho mã số 27, 250.000. Mã số 28 này các bác này, một bảng hoàng thảo vôi nhé, một bảng hoàng thảo vôi như này, hai cái như này, 320.000 nhé, cho mã số 28. Đấy, một cặp nhé, cái này là một cặp dính liền nhé, một cặp dính liền này. Đấy, mã số 28 này thì em để nó gần nhau thế là dễ nó bám liền vào nhau luôn các bác. Đấy, thì là cho nó thành một cặp. Mã số 29 này các bạn, lại lên trâu tiếp nhé. Hôm nay lên nhiều trâu. Ba cây VIP này, đẹp long lanh như này. Ba cây VIP đẹp long lanh này. Mã số 29 của em cũng có giá là 800.000 nha các bạn nhé. Cũng có giá 800.000. Ba cây VIP 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 này nhé, đẹp mỹ mãn luôn. Mã số 30 này các bác này, đây là một giò long tu xuân nhé, long tu xuân này các bác này, bên này thì nó đã xuống lá này, bên này chuẩn bị xuống lá nhé. Mã số 29 của em có giá là 280.000 nhé, 280.000 cho mã số 29 long tu xuân. Mã số 30 này các bác này, vẫn là long tu xuân này, 250.000 cho một cặp như này nhé các bác nhé. Mã số 30, 250.000 một cặp như này. Mã số 31 này, một cặp như này nhé, giả hạc hoa hồng đỏ nhé các bác nhé. Mã số 31 này, một cặp như này có giá 250.000 nhé, em bán một cặp nhé, 250.000 cho một cặp nhé, cho mã số 31 nhé các bạn nhé. Mã số 32 này, một giò trồn như này nhé. Mã số 32 của em có giá là 300.000, đuôi trồn lá trâu nhé các bạn nhé, 300.000. Mã số 33 này, một giò giò đen dâu đỏ nhé. Mã số 33 nhé các bác nhé, 250.000, 250.000 cho mã số 33 đen dâu đỏ. Mã số 34 này các bác này, tiếp theo là kiểu mỡ gà nhé. Mã số 34 này, 350.000 nhé các bác nhé. Mã số 34, 350.000, kiểu mỡ gà.
số 35 này, kiểu mỡ gà này các bác nhé, cũng 350.000. Cây này thì cây nó dài nó to hơn nhé các bác nhé. Mã số 35 của em cũng 350.000. Kiểu mỡ gà. Mã số 36 này các bác này, một bảng hoàng thảo vôi này. Đấy, vôi như này nhá, một bảng nhỏ nhỏ xinh xinh như này nhá. Có giá 200.000 nhá các bác nhá. Mã số 38. À ba mấy nhỉ? Thôi cứ 38 đi nhá các bác nhá. Mã số 38. Mã số 39 này, bảng to hơn như này nhá. 280.000 nhá các bác nhá. Mã 39. 280.000. Đấy. Tiếp theo này các bác này. Mã số 30 này. À ba. Mã số 40 này. Mã số 40 nhé các bác nhé. Một giò to như dài như này nhé, cũng 280.000 nhé các bác nhé. Thân rất là dài, rất là nhiều thân nhé các bác nhé. Nó xuống lá rồi, mùa này nó rụng hết lá rồi nhé các bác nhé. Cũng 280.000. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.